Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Lâm Chương, Con sâu đỏ. Một bài viết cũ, một chuyện thiếu nhi dành cho người lớn, đọc mua vui trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành, theo chiến thuật du kích rình mò đánh lén. Gốc gác gia đình cậu hai xây là nhà nông, nhưng cậu ít khi ngó ngàng đến ruộng nương, mùa màng cấy gặt. Cậu giao hết cho vợ trông nom, còn cậu cứ tà tà đi tán dóc, coi đời như trống rỗng chơi. Đầu thôn cuối xóm, ai cậu cũng quen. Ra đường gặp nhau chào hỏi mệt nghỉ, chào mãi đăm nhàm, chỉ cần nhìn mặt nhếch mép mỉm cười là đủ. Có một thời cậu theo cách mạng vô bưng biển, công cuộc trường kỳ kháng chiến cần nhiều hy sinh gian khổ, không hợp với tính ưa hưởng nhàn của cậu. Cậu bỏ về mang theo căn bệnh sốt rừng, da cậu tái nhợt như tàu lá chuối non. Thầy thuốc Nam bảo cậu ăn uống nhiều vật thực mang tính âm hàn nên sinh ra dị chứng, phải xổ độc để tống khứ nhiễm khí rừng thiêng. Cậu uống bao nhiêu thang thuốc Nam vẫn không xổ hết chất độc. Mợ hai, vợ cậu, phải bán một bồ lúa đưa cậu ra tỉnh thành trị bệnh. Bác sĩ nói cậu bị sốt rét kinh niên, nếu để lâu con vi trùng xâm nhập vào gan thì bỏ mạng. Sau một thời gian dùng thuốc Tây, cậu khỏi bệnh, và từ đó cậu lấy chữ Nhàn làm gốc. Cái tên của cậu làm tôi thắc mắc, cậu là Hai Say hay là Hay Say? Cách phát âm của người miền Nam không phân biệt giữa hai với hay, và Say có phải là tên thật của cậu, hay người ta thấy cậu thường có hơi rượu, rồi gán cho cậu cái biệt danh Say? Tôi không dám hỏi về điều này, mà có hỏi cũng chưa chắc cậu trả lời thật, bởi xưa nay cậu vẫn hay thêu rồng vẽ rắn, chuyện thật như đùa, chuyện đùa như thật, biết đâu mà lường. Trước cửa nhà tôi có con đường đất, cậu Hai Say thường đi trên đường này mỗi ngày. Cậu ghé vào nhà này, nói năm ba chuyện trên trời dưới đất, tạt vào nhà kia, tiên đoán thời tiết nắng mưa. Không bao giờ nghe cậu đặt vấn đề làm ăn sinh kế. Cậu nói cậu là ông tiên ở trên trời bị đọa xuống trần gian và ngâm nga. Có chồng say như trong chây ngoài bội, ngó vô nhà như hội tầm dương. Có chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ, ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh. Đã là tiên thì đâu cần phải làm gì, cậu rong chơi chờ ngày mãn kiếp về trời. Nhà tôi là nơi cậu thường vào nghỉ chân sau một chuyến đi rảo quanh làng hoặc lừng khừng sau khi lai rai vầy ba sợi đế. Cậu đến nhà tôi, người lớn không cần phải bận tâm đón tiếp, quen thân quá, hóa lợn. Không ai vô công rỗi nghề để ngồi nghe cậu nói chuyện Nam Tàu Bắc Đẩu. Cậu cũng không cần làm khách, cứ nằm tự nhiên trên cái võng giữa nhà, đưa qua đưa lại miệng phì và điếu thuốc. Anh chị em tôi rất thích cậu Hai Say, cậu có cả một kho tàng chuyện lạ, kể hoài không hết, muốn nghe cậu kể chuyện. Chúng tôi phải thay phiên đưa võng cho cậu lấy hứng, đưa võng cũng phải có nghệ thuật. Cậu nói, đưa mạnh quá làm nông ruột, đưa nhẹ quá dễ buồn ngủ. Thấy thì phải đưa thử, đến lúc nào cậu bảo được là giữ nhịp võng ấy mà đưa hoài. Mỗi khi cậu chấm dứt một câu chuyện kể, phải biết ý cậu, đưa mạnh hơn để tán dương và phụ họa cho tiếng cười phơi phới lên cao. Không phải lúc nào cậu cũng chịu đưa võng, những khi trời nóng nực phải quạt cho cậu mát, quạt mạnh quá cậu nói ngộp thở, nhẹ quá cậu bảo không mát, phải quạt vừa vừa đều đặn, cậu nằm phanh áo, bày ngực và bụng, quạt từ trên mặt quạt dài xuống bụng, cái quạt làm bằng mo cao. Tôi còn nhỏ phải cầm hai tay quạt mới xuể. Những chuyện kể của cậu Hai Say mấy mươi năm qua rồi tôi không nhớ hết. Sau đây là một trong vài chuyện tôi còn nhớ được. Thời cậu còn theo kháng chiến làm cách mạng, cậu đã đi rất nhiều nơi, từ chốn bưng biển cho đến miền rừng sâu núi thẳm. Một hôm cậu ngang qua một vùng núi non hiểm trở, bỗng nghe tiếng động ầm ầm dữ dội như tiếng của thần rừng, thần núi giao tranh. Cậu hoảng hồn mau chân chạy tránh ra nơi hung hiểm.
Năm sau, cậu có dịp hộ tống Bác Hồ ngang qua vùng ấy nữa. Cậu thấy xác hai con vật khổng lồ, con rít chúa và con mãng xà vương nằm chết, xác đã rửa một rồi. Bây giờ cậu mới hiểu ra rằng tiếng động ầm ầm mà cậu nghe năm ngoái là do hai con vật đánh nhau. Cái đuôi của chúng vùng vẫy làm gãy đổ cây cối cả một vùng rừng rộng lớn. Mãng xà vương chết, còn lại bộ da trải dài như con đường lát gạch. Bác Hồ là người thông minh, có nhiều sáng kiến lạ. Bác bảo mỗi người cắt vài miếng da mãng xà để làm dép trâu, và bác đã mang đôi dép này đi suốt đường cách mệnh. Đôi dép trâu bằng da mãng xà bền chắc vô cùng. Khi bác lên làm chủ tịch nước, người ta đưa đôi dép trâu này vào trưng bày trong viện bảo tàng. Các nhà khoa học lừng danh của Liên Xô có đến chiêm ngưỡng. Họ dùng phương pháp khoa học tối tân để phân chất, nhưng vẫn không khám phá ra dép của bác làm bằng nguyên liệu gì. Đó là một bí mật mà nhà nước ta giấu kín, không công bố cho bất cứ nước nào biết, dù là nước anh em xã hội chủ nghĩa cũng vậy. Tất cả những gì liên quan đến bác đều được truyền miệng một cách hư hư thực thực như huyền thoại, để từ đó người ta nhìn thấy bác là một vĩ nhân. Con rít chúa chết, còn lại cái vỏ, vỏ rít có nhiều đốt, nối lại như một đường ống dài. Lúc ấy trời bỗng đổ mưa to, Bác Hồ bảo mọi người chui vào cái vỏ rít mà trú mưa. Mưa to thế mà không ai bị ướt. Bác Hồ nói, lấy cái vỏ rít này dùng làm địa đạo hoặc nóc hầm trú ẩn có thể chống được bom đạn. Đây là một sáng kiến độc đáo nữa. Có người trúc nhật ký ra ghi chép lời bác. Anh tôi hỏi, ai ghi chép để làm gì? Cậu nói, để sau này bác dùng làm tài liệu viết ký sự, vừa đi đường vừa kể chuyện với cái tên là Tây Lan hay Trần Dân Tiên gì đó. Cậu tiếc rằng, ở giữa vùng rừng núi xa xôi không thể khiêng vài cái đốt của vỏ rít chúa về xóm làng. Anh tôi lại hỏi, khiêng dễ để làm gì? Cậu nói, để bán cho người ta làm mui xe bò, mỗi đốt làm được một cái mui xe rất chắc, xài cả đời không hư. Chị tôi hỏi, cậu từng phục vụ cho bác Hồ, cậu thấy bác rằng sao? Cậu tấm tắc khen, đẹp lắm, trong bác có cái dáng vẻ tiên phong đạo cốt, với cằm phơ phất một chòm râu. Tôi phấn khởi hát bài hát được cách mạng dạy cho trẻ em miền quê lúc ấy. Mong bác Hồ cho chúng cháu xin đôi sợi râu làm dây thân ái. Và hỏi, sao cậu không xin bác một sợi râu? Dễ gì, bác chỉ có một chòm râu mà trẻ em cả nước đứa nào cũng muốn xin sợi, lấy đâu cho đủ. Ngừng một lúc cậu lại nói, dù thế nhưng cậu cũng tìm cách để có được một sợi râu của bác. À, khi bác ngủ cậu lén nhổ râu bác hả? Không, nhổ râu bác cũng giống như vuốt cái vảy ngược dưới cổ con rồng. Ý, vuốt cái vảy ngược của rồng thì sao? Thì chết chứ sao? Tương truyền rồng là một linh vật chúa tể của muôn loài. Vảy rồng mọc xuôi về phía sau, nhưng dưới cổ có một cái vảy mọc ngược về phía trước. Ai chạm phải cái vảy ngược nó giết liền. Người có chân mạng đế vương thường được ví với rồng, vì thế mỗi sợi râu của bác được coi như một sợi râu rồng. Người đời thường gọi là long tu. Nhổ long tu của bác chẳng khác nào chạm cái vảy ngược của rồng. Ê, nguy hiểm như vậy làm sao cậu lấy được long tu bác? Anh tôi hỏi. Cậu giải thích. Mỗi buổi sáng cậu có bổn phận bưng thau nước vào cho bác rửa mặt. Khi xong cậu đem đi đổ. Trước khi đổ cậu quan sát thật kỹ, những mong có được một may mắn. Và cậu đã may mắn thật, trong thau nước rửa có một sợi râu rụng của bác. Cậu giữ lại sợi râu quý này làm kỷ niệm. Cho tụi cháu xem thử đi. Chị tôi háo hức. Cậu nạt. Ngồi yên, nghe cậu kể. Người ta nói cọp chết để da, nhưng không ai nói cọp chết để râu. Vì mỗi lần hạ được một con cọp, việc đầu tiên phải làm là đốt ngay bộ râu. Sao thế? Nếu kẻ ác lấy được sợi râu cọp, họ sẽ dùng làm việc giết người. Anh tôi thắc mắc. Râu cọp mà có thể giết người được sao? Cậu hai say nói. Họ nhét râu cọp vào một măng. Cháu biết măng là gì không? Chị tôi nhanh miệng. Măng là mầm non của tre trúc mới nhú lên khỏi mặt đất. À, đúng rồi, nhét sợi râu cọp vào một măng, lâu ngày sợi râu sẽ hóa thành con sâu màu đen. Cức của con sâu này là một thứ thuốc độc ghê gớm. Chỉ cần cho vài viên cức sâu nhỏ bằng đầu cọng tâm vào lưu nước, ai uống phải nước này sẽ ngã ra chết liền. Chúng tôi rút cổ le lưỡi. Ghê quá! Im, bình tĩnh, nghe cậu kể tiếp. Râu Bác Hồ như râu rồng, cậu tự hỏi.
Nếu đem nhét vào một măng nó sẽ hóa ra con gì? Dì tò mò, cậu đã làm thử? Cháu nghĩ nó sẽ hóa ra một con rồng nhỏ. Chị tôi đoán. Không, chẳng phải rồng mà là một con sâu đỏ lòm, cháu à. Thế cậu làm gì với con sâu ấy? Chẳng làm gì cả, thấy con vật lạ thì nuôi chơi vậy thôi. Cậu nhốt nó trong một chiếc hộp nhỏ, đi đâu cũng mang theo bên mình. Nhưng nó không chịu ăn, lừ đừ gần chết. Cậu không biết làm sao để có thể nuôi nó lâu dài. Có lần cậu vô ý làm đứt tay, một giọt máu tươi rớt vào trong hộp. Nghe mùi tanh của máu, nó như được hồi sinh và hút sạch giọt máu. Thế là cậu khám phá ra con sâu đỏ này chỉ có thể nuôi bằng máu. Cậu làm sao đủ máu mà nuôi nó hoài? Anh tôi hỏi. Phải có cách chứ, đâu thể trích máu của cậu mãi được. Đi dưới bác lâu ngày cậu cũng không ra, nghĩa là tận dụng mọi thứ chung quanh mà không hề làm tổn hại đến mình. Cậu bắt con đĩa hút cho no máu con trâu, xong à cậu cho con đĩa vào hộp. Con sâu đỏ hút lại máu từ con đĩa. Đĩa là loài sống rất dai cho nên có câu sống dai như đĩa. Thế mà sau khi bị con sâu đỏ hút máu, con đĩa chết luôn. Điều này làm cho cậu biết rằng con sâu đỏ là một độc vật ghê gớm nhất trên đời. Chị tôi hỏi, sao không giết nó đi, nuôi chiên con vật gớm ghiếc? Cậu đã nói mà, thấy con vật lạ thì nuôi chơi. Mãi sau có người biết được, tố giác chuyện này lên bác Hồ. Bác ra lệnh tịch thu con sâu đỏ. Cậu giao nạp con sâu, nhưng vẫn còn sợ bị khép tội ăn cắp lông tu bác Hồ nên trốn về, không theo cách mạng nữa. Rồi à, bác Hồ giết nó hay nuôi? Nếu giết nó thì đỡ khổ cho dân làng rồi, bác nuôi mới chết người chứ. Không lẽ bác nuôi nó bằng chính máu của bác? Ý, bác đâu có dạy, máu của nhân dân thiếu gì. Nhưng bác nuôi nó làm gì? Làm gì ai biết, mọi hành vi của bác đều được giữ bí mật. Trong thời kỳ cải cách ruộng đất, tiêu diệt thành phần trí phú địa hào, thanh trừng văn nghệ sĩ bất mãn, có hàng vạn người bỗng ngã lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Cậu nghi họ bị đầu độc bằng cước của con sâu đỏ này. Sao mỗi chuyện kể của cậu hai say thường là những tiếng cười vui thích thú? Nhưng sao chuyện này cậu không cười mà chúng tôi thì sợ? Mấy chục năm qua rồi, ấn tượng về con sâu đỏ vẫn còn đậm nét trong tôi. Mùa xuân năm Ất Mão, tháng 4 năm 1975, theo lệnh đầu hàng tôi buông súng quay về làng cũ. Cậu hai say bây giờ đã già lắm rồi. Cậu bảo, hãy chạy đi. Tôi hỏi, sao cậu không chạy? Dơi xu tuổi đời của tao, bỏ thầy không tiếc. Cậu thường hay nói chơi, không biết lần này cậu nói chơi hay nói thật, nhưng đất nước dù mới chấm dứt chiến tranh không ở lại mà hưởng thấy mình còn chạy đi đâu. Tôi phân trần, cậu ngước mặt lên trời than, người ngu mắc nạn thường hay đổ thừa cho thiên mệnh. Rồi, 10 năm sau nữa tôi ra khỏi tù, áo rách vác xe trở về chốn cũ. Nghe nói cậu hay say được cách mạng mời tham dự tiệc mừng đại thắng mùa xuân, và cậu đã chết ngay sau khi rời bàn tiệc. Tôi chợt nghĩ đến con sâu đỏ, chẳng biết cái chết của cậu có liên quan gì tới cước của loài động vật này hay không. Tác giả Lâm Chương, xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe. Và tiếp theo sau đây là câu chuyện của Lâm Chương, Chuồng Người. Chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch xong vụ mùa, tôi được miễn đi lao động vì cái chân đau. Hôm qua lúc chuyển lúa vào bồ, tôi vô ý vấp ngã nơi bậc thềm nhà kho. Mặc dù đã được nắng bóp sửa chặt, nhưng khớp xương mắt cá chân vẫn sưng đỏ đau nhức. Khi các đội đã xuất trại, tôi chống cây gậy ra cửa, đứng nhìn lên sân trại. Giữa sân có đặt ba cái thùng phi, dùng chứa phân người. Sau một đêm bài tiết của anh em trong trại, phân được xúc thành từng gánh đem đổ vào thùng. Hàng ngày, người của đội rau xanh sẽ chuyển ba cái thùng này bằng xe cải tiến đến vườn rau. Đổ phân xuống hố, lấp phủ lên một lớp đất, ủ phân. Một thời gian sau, phân từ màu vàng như đất sét nhão, biến thành màu xám như bùn, đã tới lúc có thể dùng được. Xúc lên làm phân bón rất tốt. Phân được biến chế kiểu này gọi là phân bắc. Mới đầu, anh em đội rau xanh rất tẩm phân bắc, nhưng thời gian lâu dài, tiếp xúc mãi thành quen. Thấy cũng không có gì đáng gớm ghiếc và khám phá ra cái công dụng tuyệt vời của nó. Chỉ cần rau muốn ném một chút phân bắc, rau trở nên xanh tốt, tăng trưởng rất nhanh. Từ trong đội cải tạo hình sự, có hai tên cầm que đi đến thùng phi. Nó bươi móc thứ gì trong đó, một trong hai tên này tôi quen,
Hồi mới quen tôi hỏi nó, mày là tên gì? Nấy, tên ngộ quá, họ gì? Nay, ý, cái gì, làm gì có họ nay? Có chứ, rất nhiều, tên họ của cháu, Nê Văn Ní. Tôi chợt hiểu bật cười, ê, mày nói ngọng, tên họ của mày là Lê Văn Lý. Ê, người miền Nam của các chú thường nói thế, ở đây chúng cháu gọi là Nê Văn Ní. Từ đó trở đi, tôi cũng gọi nó là thằng Ní. Thấy nó bươi móc trong thùng phi, tôi kêu lớn, Ní, mày làm cái gì đó? Nó quay lại nhìn tôi rồi bỏ cái que đi lại gặp tôi. Hôm nay sao chú được nghỉ? Tao à, bị bong gân chân, còn mày? Cháu à, chờ để trưa gánh đồ ăn thông tầm cho đội. Mày tìm gì trong thùng phân? Nhà bếp vừa đổ rác trong ấy, cháu kiếm chút rau cải dụng. Ý, ăn uống giờ vẫn có ngày bỏ mạng con ơi. Cháu mang về rửa sạch cho vào ca cắm đun sôi, di trùng nào chả chết. Tôi nhìn thân hình gầy gò, cái mặt hốc hác của nó và nghĩ đến mình. Tôi có khác gì nó đâu, cùng một hoàn cảnh khốn khó. Người ta không cần tỏ lòng trắc ẩn cho nhau. Đứng tần ngần một lúc, nó hỏi, chú có thuốc nào cho cháu xin bi? Vô đây. Tôi dẫn nó vào lán, ngắt trong cái bọc nhỏ cho nó một bi thuốc lào. Rít xong hơi thuốc, nó nói, hôm nay đội cháu có mấy thằng được chỉ định nên không mẫu nặng cho cán bộ bồi dưỡng, cháu không được đi. Tiếc thật. Ê, mẫu lận đâu có thích gì mà mày tiếc. Thích chứ, được sơi thịt. Cán bộ cho ăn hả? Không, làm gì có người tốt thế. Vậy ăn bằng cách nào? Khi được chỉ định đi mẫu nặng, thằng nào cũng phải mặc hai nốt quần. Nốt trong được bó sát vào bìu dí, như cái quần xì lếp của người miền Nam. Đến nốt xẻ thịt thì sáng dài cục. Nén dấu vào quần dưới cái bìu dí. Trước khi về, cán bộ bắt đứng xếp hàng, mò xét khắp người, nhưng không mò dưới bìu dí, thấy nào thoát. Thế, tụi mày tài thật. Dùng cách này mãi bị phát giác, chúng nó bắt cởi đầu, chỉ còn đọc cái quần trong, thò tay vào sờ quần sờ nắng trong hát, nhục bỏ mẹ, bắt gặp có dấu thịt, chúng nó dần cho nát đòn và cùm vào nhà kỷ luật. Khó khăn nguy hiểm như vậy tụi mày không sợ. Trong khó khăn nảy sinh sáng tạo, chúng cháu nghĩ ra một cách dấu thịt chỉ có trời biết. Nó ngừng lại chỉ tay vào túi tôi. Chú cho cháu thêm bi thuốc. Mày có tài thật, đang kể chuyện tới hồi gây cấn là ngừng lại đòi thứ này thứ nọ. Dù cằn nhằn nhưng tôi vẫn ngắt cho nó bi thuốc lào thứ hai. Nó cẩn thận cho bi thuốc vào nỏ điếu, châm mồi lửa rít một hơi dài. Tôi dục, kể tiếp đi cái bánh lới dấu thịt của mày. Thằng lào được đi mổ nện, khi trở về đội cũng nạp cho thằng đội trưởng hai cục thịt bằng ngón chân cái, không có nó thổi vào bụng cho thổ huyết. Tao không muốn nghe chuyện thằng đội trưởng của tụi mày, hãy kể phương pháp dấu thịt mà mày cho rằng sáng tạo. Danh, phương pháp này không cần phải chuẩn bị đồ nghề gì cả. Lúc xẻo thịt, nếu cán bộ không để ý, cứ xén từng cục cho vào mồm sơi tôi. Ăn thịt sống hả? Dân, sơi thịt sống thì đã có sao? Tụi mày ăn uống như người tiền sử. Người tiền sử là người thế nào mà ăn uống như chúng cháu? Chẳng phải xứ nào cả, đó là tổ tiên của chúng ta nhiều triệu năm về trước, khi chưa tìm ra lửa, loài người phải ăn thịt sống. Đấy, họ vẫn khỏe mạnh, sinh tồn đến ngày nay, cọp beo cũng thế. Hãy nói vấn đề lấy thịt. Tụi mày ăn tại chỗ nhưng làm sao lấy về chỗ thằng đội trưởng? Chúng cháu xén sẵn vài cục. Khi có nệnh vậy nà, cho vào mồm nút ngay, bọn cán bộ dù có con mắt thánh cũng không bắt gặp. Xét xong, chúng cháu vội về đội, móc họng nôn ra liền, nạp đủ số cho thằng đội trưởng. Dù thằng đội trưởng ăn bằng cách nào, hắn rửa cục thịt sạch chất nhất, cho vào ca cống đun lên là có được bữa ăn ngon. Nói xong, thằng Ní đứng dậy. Cháu A phải về gánh cơm cho đội thông tầm. Cái chân chú đau không nên đi đứng nhiều. Nó quay lưng đi ra khỏi lán. Nhìn đôi vai gầy guộc của nó rút lại như đôi vai của người bệnh ho lao, tôi gọi, Nấy, mày trở lại lấy vài bi thuốc lào, đêm nay hút cho đỡ lạnh. Vào những ngày cuối năm trời bỗng dưng trở lạnh, mưa phùn lất phất trên những vòng cây, đồi nương ẩm đục. Ngày 29 tháng chạp, được phép trại trưởng, các đội phải khỏi xuất trại lao động bên ngoài. Thay vào đó, anh em được giao công tác dọn dẹp và làm vệ sinh trong trại chuẩn bị đón Tết. Tôi đang ngồi nhổ cỏ dọc theo những chân tường ngăn chia các đội. Thằng Ní đi ra. Hôm nay nó mặc bộ đồ lành lặn, sạch, mặt hiện niềm vui. Tôi hỏi, chưa Tết mà ngó mày, tao đã thấy mùa xuân. Nó báo tin, cháu được mẹ từ Vĩnh Yên nên thăm. Bộ ra đồ này cháu mượn của thằng bạn, để mẹ cháu không nhìn thấy cháu rách. Cháu đang chờ cán bộ dẫn ra nhà thăm nuôi. Ê, mày ngon rồi, vừa có đồ ăn của trại vừa được mẹ tiếp tế thêm. Tết này mày huy hoàng.
Dân, quy hoàng thật, cháu không ngờ may mắn đến thế. Khoảng 2 giờ chiều, cán bộ dẫn thằng Ní về trại, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó tái nhợt. Ngờ nó bị trúng gió, tôi theo nó vào láng. Nó nằm vật lên sạp, lăn lộn, kêu đau bụng và lạnh. Tôi hỏi mượn mấy thằng bạn của nó ve dầu nóng để cạo gió. Thằng đội trưởng hình sự đứng nhìn một lúc nói, chả phải trúng gió đâu, nó bị bội thật đấy, móc họng nôn ra là khỏi ngay. Nhiều thằng khác lao nhau, ê, nôn, nôn đi, nôn đi. Thằng Ní trường về bìa sạp, trướng cổ thò đầu ra ngoài cho ngón tay vào miệng. Có thằng la lớn, ê, hãy khoan. Dạ, nó chạy ra ngoài đem vô một cái thau bằng nhựa, bưng thau kề sát miệng thằng Ní. Hãy nôn vào đây. Thằng Ní móc họng ủa mửa, đồ ăn lẫn nhớt dãi tuôn trào xuống thau. Thằng bưng thau bốc lên những miếng thịt còn dính lòng thòng nhớt dãi, đưa lên miệng ăn. Một thằng khác đang đói cũng ăn. Có thằng nhăn mặt, gũm quá. Thằng bưng thau nói, gớm gì, từ bụng kia sang bụng nọ mà thôi. Sáng mùng một Tết, mọi người quy tụ ra sân trại coi anh em văn nghệ trình diễn. Có đàn và trống sập sình vui tai. Tôi gặp thằng Lý đang lóng ngóng coi hát, tôi hỏi, mày à, khỏe hẳn chưa? Không sao nào khỏe ngay. Mẹ mày thăm nuôi sao tao thấy mày đi vào tay không? Nhà cháu nghèo không có tiền sắm sửa, thăm nuôi là thăm cho có nệ thế thôi. Mẹ cháu chỉ mang cho cháu một con gà nục, một cân xôi. Sao không đem vô trại để dành ăn từ từ? Nếu đem vô trại mấy thằng đầu gấu chúng nó giành giật cả, thế cháu mới rơi hết tại chỗ. Tôi trợn mắt, mày ăn hết một lần hết con gà và cân xôi. Dân, không còn cách nào khác, lúc dư thì phải nôn ra, bây giờ thì đói. Nhìn thằng Ní, tôi thấy nó đang tàn tạ khô héo dần, nó không có mùa xuân. Tác giả Lâm Chương, xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.